Tại giờ ca sĩ tới cả nhà. Nghệ sĩ Hùng Quý Hồng Hạnh đã tới hậu quán ở xã Miệt Vườn Thiên Dừa để phục vụ bà con tối thứ bảy. Rồi tình yêu mà đôi lứa đang yêu nhau thắm thiết lắm. Bây giờ cho em được hỏi là ở đây là có cô gái xinh đẹp là hay là cô đó hay là những người phụ nữ ở đây đã từng được nghe thưa chú anh chị, hiện tại về ca sĩ Chế Thanh. Ca sĩ Chế Thanh. Chế Thanh á. Rồi, ca sĩ Chế Thanh có mặt ở hậu quán ở sân Miệt Vườn á. Rồi, ca sĩ Chế Thanh. Rồi, Chế Thanh rất đẹp trai luôn, dễ thương luôn. Đi đây đi đó luôn chứ. Ca sĩ. Chế Thanh là thần tượng của tôi đó, hát hay rất là hay luôn. Dạ đi đi. Dạ. Mua sao Miệt Vườn nha. Dạ dạ. Đêm nhạc đã diễn ra rồi. Quý vị nghe ca khúc này hay, quý vị nhưng mà bà con cô bác vẫn vô tấp nập luôn. Nghe ca khúc này và nếu như mà có đi tán gái, quý vị nhớ lấy bài hát này của Vin đi tán gái nha. Đảm bảo. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Mệt quá bây giờ mình hát nhạc số
Bây giờ mình
chỉnh chừng một xíu bà con cũng lên sân khấu phải đẹp ha. Dạ hồi chiều dễ đỡ lắm, hồi chiều tập chương trình lắm, cũng kéo cái quần nó tới nữa chiều lắm, cái quần hơi rộng chậm đi một xíu cái tụt đã phải người thắt dây mạch vô đó. Nhưng mà tập luyện rất là nhiệt tình để hy vọng là tiếng hát của mình được bà con bác yêu mến. Và bây giờ em xin dừng sân khấu lại cho anh ha. Dạ bà con bác cho anh thật phụ 100 tay ha. Ai cho biết đây bên ngoài nè, bên trong hội quán đêm nhạc đang diễn ra, bên ngoài còn khách mập luôn.
quá anh Vũ ơi. Dạ cảm ơn bà con bác đã vô thương anh Vũ tặng hoa rất là nhiều. Dạ cái đây em mới sắp xếp được nè để gửi cho anh ha, về gửi cho vợ con, cho vợ con mừng. Còn ở trong nữa còn đợt sau nữa là đang máy vô tính. Dạ cũng vậy nhiều quá người tính không tiến không kịp. Dạ cảm ơn ngoại ngoại nữa ha. Ca sĩ thì ta có từng có mặt có từng không, còn ngoại thì từng nào cũng có mặt. Cảm ơn ngoại rất là nhiều. Dạ dạ đưa video lên cho chị nha. Dạ dạ Vũ, dạ cảm ơn chị Nhi gái nhiều nha. Trời ơi bữa nay là dạ cảm ơn rất nhiều. Dạ phục vụ bà con ô bác rồi được bà bắt hương rồi tặng hoa tặng tiền nhiều như đây là về cũng mua gạo mắm muối là chắc cũng 2-3 tháng à. Rồi anh Vũ đã hát hai bài rồi, bây giờ Phương Dừa sẽ giới thiệu đến quý bà con bác một giọng hát cũng rất là hay trong cái sân trường này thôi. Đây là lần kết hợp đầu tiên của anh Vũ và chị Ngân. Về quê hương đó là bài Chiều Đồng Quê. Dạ bà con bác cho một tràng pháo tay ạ. Bà con bác rất nhiều. Thì dạ lần đầu tiên hát dân ca luôn. Cho nên là bà con bác cho em ủng hộ con bà con bác cho em hát bình luôn. Dạ cảm ơn chú chị đã dành thời gian theo dõi nha. Chính hẹn video tiếp theo. Xin chào. Dạ, cảm ơn anh.